Báo là lên đây. Rồi sáng nay chị hỏi thăm đường ấy chứ. Hỏi thăm đường lên. Hỏi thăm đường đi mà bao nhiêu đường hỏi thăm mới lên được. Là chị với lại anh với lại cái cô chị gái nữa đúng không? Với cái áo đỏ đỏ đó là bốn người. Bốn người mà có bà con quen biết, không biết gì không? Không có bà con quen biết, chú lên giống như lúc hồi chú mất ấy. Không, ý là bốn anh chị có quen biết rồi là có bà con với nhau không? Không, bà con với nhau giống như là cũng biết tâm linh rồi đi với nhau thôi. Đi với nhau thôi. Thì là ý là lên đây là để giúp cho cái vong linh mà hồi nãy cái thai nhi gì đó phải không? Dạ vâng. Thai nhi nữ gì đó ăn đúng rồi, đúng thai không? Nhi có một cái thai nhi đấy hiện lên thôi, nhưng mà hàng ngàn ngàn xa số thai nhi lên nữa. Như qua xác của cô nữa mình không được nhìn thấy được chứ, nhiều lắm. Là hồi nãy là cấp nãy là nhiều người nhiều cứ người, cứ ra nhiều vô ra đúng vô đúng vậy. Rồi thì đúng rồi, cứ ra vô xác của cô, nhưng mà nhờ chú Vũ Linh này thì là chú Vũ Linh thì tất cả những linh hồn ở đấy là người ta được cứu. Dạ. Chứ không phải là một linh hồn đó. Dạ. Thì mà ai báo cho chị hay báo cho cái cô áo đỏ đấy, cái cô áo đỏ đó chứ còn chị chỉ lại đi theo để hầu thôi. Có nghĩa là có một cái vong nào đó báo cho cô báo áo đỏ tai, đúng rồi. Là xuống phải xuống đây. Vâng. Phải xuống đây để cho vào hả? Thì báo xuống đây thì sự việc xảy ra như thế. Ồ. Chứ không phải là biết trước là xuống đây như thế. À. Báo xuống đây xong là mới xuống đây là linh hồn người ta mới nhảy vào như thế. Chứ không phải là báo xuống đây để làm việc như vậy. Thì báo xuống đây để viếng chú thôi. À, có nghĩa là có một linh hồn nào đó báo cô là phải bắt cô xuống đây viếng chú Dương Vũ Linh. Đúng rồi, cô thì là giống như cô được nghe báo thế thì là sáng nay là mấy người làm đi. Dạ. Thì có những cái trường hợp khác nào mà được báo như vậy không? Có chứ, đi đâu cô làm ví dụ như là trường hợp tất cả được báo hết. Gần đây nhất thì có vài trường hợp nào cô kể cho mọi người nghe thử. Như ở đâu á, cô nãy nói Bình Hương Hòa vậy đó. Thì cô cũng ở nhà ăn cơm xong thì lúc đó 6 giờ tối ngày hôm qua. Ngày hôm qua. À, thế là cô được báo ở lỗ tai là đi xuống Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa. Ở Lò Thiêu Bình Hưng Hòa đấy. Lò Thiêu ở chỗ đường Tân Kỳ Tân Quý đấy. Tân Kỳ Tân Quý. À, thế là tôi là người chở cô đi. Dạ. Hai người thôi. Hai người đi. Dạ. Còn tại không có xe, thế là hai người ở nhà thì có một cái xe này. Thế là tôi với cô đi. Dạ. Tôi với cô đi thì trên đường đi về thì lại được cô lại được báo ở lỗ tai là đi lên viếng chú Vũ Linh này. Dạ. Vâng. Ồ, thì mà xuống Bình Hưng Hòa là để làm cái gì á, báo xuống đó để làm cái gì? Cũng như vậy luôn hả sao? Thì báo xuống đó là để đón người ta thôi. Là cũng xuống đó là cũng ăn vậy. Có sao mình chia sẻ thật mà. Mình có sao mình nói dạ, có sao nói vậy, bây giờ cô muốn người ta hiểu thì mình phải giải thích. Chứ bây giờ nếu mà không... Thì đó thì chị được báo như thế thì dạ. Sáng hôm nay là mấy người là đi lên đây. Dạ. Thì lên đây thì sự việc xảy ra như này. Dạ. Chứ cũng không biết là tôi còn không biết là xảy ra như này nữa. Thì dạ. Đó lên đây thì tất cả những linh hồn đã đứng ở viếng mà mộ chú Vũ Linh đây thì người ta sẽ mượn xác cô là xảy ra sự việc như thế. Còn nếu mà trường hợp mà những cái video này được đăng lên á, mà khán những người mà coi á thì nói cô là giả này giả kia thì cô có buồn không? Dạ, không có gì là buồn cả. Dạ. Chứ được những như này mình làm cái này là trời biết đất biết và tất cả những linh hồn biết. Còn mình nữa. Không buồn. Còn ví dụ người ta không biết người ta nói mình vẫn phải chịu. Mà phải chịu thôi đúng không? Bây giờ có nghĩa là bây giờ tụi con quay ở đây là quay là đăng lên, con sẽ đăng lên. Nhưng mà có khi lúc nào cái sự việc nó cũng xảy ra là có hai chiều hướng, một là tốt, hai là xấu. Đúng. Thì có nghĩa là có người khen, có người chê, có người chửi nữa. Thì sẵn sàng chấp chịu đựng được. Chấp nhận ha. Vẫn chấp nhận. Là có nghĩa là mình muốn giải thích cho người ta hiểu đó là sự thật. Dạ. Đúng không ạ? Vâng. Dạ thì bây giờ ai tin thì người ta cho thật thì người ta được hưởng thật, còn người ta chửi thì mình phải chịu thôi. Dạ, đó là cái thế giới tâm linh mà. Dạ vâng, cái này là giống như ai được thấy và được tin thì người ta mới được thấy. Dạ. Còn bây giờ người ta không tin, người ta chửi mình vẫn phải chịu. Dạ. Vậy mới gọi là quan âm mà. Nhưng mà cái trường hợp này ví dụ cho em hỏi là cô làm là giống như là để cho giống như hồi nãy đó. Là cái vong lên để ăn vậy thôi hả? Ngoài ra mình có cái gì khác nữa không? Giống như là người ta đói khát quá thì người ta lên người ta mượn xác của cô đó để ăn. Là cô lên là xin ăn thật uống thật. Ừ. Thì người trần mình có dám cho ăn thật uống thật không? Thì như các nãy là các chú cho ăn thật uống thật đó. Thì tất cả những cái vong linh đấy người ta được no, phép Phật mà có ít hóa nhiều. Thì người ta được no thì người ta sẽ được trở về Phật, gặp Phật. Người ta được về Tây Phương Cực Lạc. Còn không người ta đói khát thì người ta đâu có biết tu là gì đâu. Vậy là trường hợp này á, trường hợp của cô thì vậy là phải có vong kêu mình mới đi. Hay là người nhà ví dụ có người nhà mắc thì mình kêu là cũng là được hay không? Đúng rồi, nếu ví dụ như là nếu mà biết đúng không, nếu mà biết được cô làm cái này người nhà nhà mình mới mất đúng không? À. Là gặp được cô là người ta lên ăn thật uống thật là người ta tiếp đất cái là linh hồn người ta đã được cứu ngay. À, có nghĩa là cái trường hợp của cô á là giải thích rằng á, ví dụ trường hợp mà có vong kêu á thì mình tới. Còn nếu trường hợp mà người nhà mà có mắc á, có người mắc á thì biết cô á thì kêu cô tới là giống như là để kêu cô tới thì cô sẽ làm gì mà vong mới vào. Cô tới thì tất cả những cái vong linh đó người ta sẽ mượn xác của cô lên người ta ăn thật và người ta bị bệnh thì là cô mà làm sao biết vong nó sẽ vô phải mình phải vô tin, phải không ý em nói là ví dụ như cô tới
thì vong có thể vô có thể không, mà nó phải lúc nào chú hỏi cô đi. Gì hả? Chú cứ sang chú trực tiếp gặp cô đi, chứ còn chị chỉ là người đi giúp đi theo thôi. Đi giúp cô, gọi là những cái vong linh hồn lên để mình giúp cho cô ăn thật uống thật, là cho những cái vong linh ấy người ta ăn thôi. Chứ còn lúc bình thường thì cái xác của cô không có ăn được. Yeah. Những cái vong hồn ấy mượn xác của cô thì mới ăn thật uống thật như thế được. Mình còn đi... nếu mà bình thường thì cô ăn ít lắm. Mình đi theo với cô áo đỏ đó lâu chưa? À được, mà từ 2015 đến giờ đấy. Ờ, cô áo đỏ đó tên gì cô biết? À cô đó là cô Hồng. Cô Hồng ở quận 12. Cô Hồng đó là ở Hà Nội. Hà Nội. Ở Cát Quế Hà Nội. Cát Quế mà chạy vô đây hả? Vô đây chơi hay là sao? Vô đây cũng đi công việc à, cũng tâm linh à đi, nhưng mà vào thì vào nhà tôi ở quận 12. Dạ. À thế thì có chỗ nào là có chỗ trú chân ở đấy. Thì là đi công việc xong thì lại về đấy nghỉ. Có lẽ thì cái này phải qua hỏi cô ha. Dạ, thôi qua hỏi cô đi. Hỏi cô sẽ nói hả? Dạ, cô sẽ nói nhiều hơn và cô làm việc cô biết. Còn chị chỉ là người đi theo để hầu tất cả những linh hồn muốn ăn gì thì chị là người lau lấy cho hồn ăn thôi. À, chứ chị có nghĩa là phụ không thôi đúng không? À, phụ thôi, dạ. Chứ chả biết gì hết. Bây giờ anh em mình qua hỏi cô nè. À, được rồi, đi qua cô ngồi bên đó, qua gặp cô đi ha. Đây, mình hỏi cho cô để mình giải thích cho khán giả được rõ hơn. Đúng rồi. Dạ vâng. Dạ. Không có thông, không có biết này những khác. Thì kiểu người nông dân bình thường đó. Dạ thì hồi nhưng nãy cũng thì về cô... người nông dân bình thường nhưng mà người tu tại gia nhưng mà cũng hướng về đạo Phật tại nhà. Dạ. Đấy thì nhà nghèo từ nhỏ nhớ là nó kiểu không có tiền để mà đi đây đi đó đó. Dạ. Nhưng mà tâm thì muốn thiện. Dạ. Đấy mà này hiểu về về đạo. Dạ. Các đạo ấy, các đạo là mình cũng chăm nghe chăm học hỏi tại nhà. Yeah. Nghèo lắm. Yeah. Ừ. Chỉ có đi bán muối đó. Yeah. Kỳ cục đó, chỉ có đi bán muối thôi, ai muối ơi đó. Ừ. Mà cứ quay người khác là không có quay được. Muốn đi làm cái nghề việc khác đó. Yeah. Nhưng mà không có làm được, cứ đi bán muối là mấy chục năm đó. Đi bán muối để cuộc sống gia đình đó hả? Trang trải cuộc sống gì đó. Muối rau đó. Yeah. Muối hôm gì đó. Muối ơi, mấy chục năm liền đó. Rồi, yeah. Bây kỳ giờ cục. Thế nhưng mà nhiều người giúp đỡ lắm. Yeah. Nhiều người bạn giúp đỡ để mà cho mình làm việc. À, để nó cao sang hơn hoặc nó danh hơn đó. Yeah. Nhưng mà không thể nào mà quay được, cứ thế là bán muối thì nó yên. Ừ. Đó, mà mấy chục năm xong đến nó đến 2007 là tự nhiên là không có làm được cái việc gì trần nữa đó. Này cứ mệt đi. Yeah. Không đi bán muối được nữa. Yeah. Là cứ làm đến cái gì nó mệt. Yeah. Đó. Vậy là cô Hạp bán muối á. Thì đấy thì đang nói chuyện đấy thì là hai mấy năm liền đó. Dạ, hai mươi mấy năm luôn. Hai mấy năm liền là cứ đi bán muối thì được. Dạ. Nhưng mà kiểu những cái người bạn bạn chồng hoặc bạn mình giúp đỡ cho vốn hay là để làm cái việc gì nó cao sang hơn hoặc nhiều lời lãi hơn đó. Dạ. Nhưng không được. Thể nào quay được, cứ dạ. Bán muối. Dạ. Rồi không buôn to bán lớn. Bây giờ cô cho con hỏi xíu, ví dụ như hồi nãy cái trường hợp mà cô mà được cái vào đó, có người vào đó. Thì cái trường hợp đó cô có biết trước không? Cô có biết trước được không ạ? Không, mình đến là mình kiểu là cũng như mọi người như thế kia thôi. Dạ. Chứ ai này ấy dạ. Ý định gì. Dạ. Thì thấy cái giò này cái giò. Cái giò nó cứ không đứng được nữa. Dạ. Cái giò nó nặng nó nặng nặng thì mới ra ngồi đó. Dạ. Nó ngồi xuống thì là nó nôn khan nôn ệ nó như thế thôi. Xong dạ. Thì tự mình ăn tự mình nói thôi thì làm sao mình biết gì được. Yeah. Làm việc với tâm linh mà mình định sẵn từ trước thì làm sao mà tâm linh được. À, ý là có ai mách bảo gì không á, trước biết trước người trần á. À, không, ý là người cõi âm á. À thì à. Có được ninh từ hôm qua chứ. Hôm qua hả? Ừ, từ hôm qua là chữ việc như thế nào cũng là đi đến đây. Yeah. Đấy, từ hôm qua là mình đi đi ở Bình Hưng Hòa, đi đường Bình Hưng Hòa. Bình Hưng Hòa đi đến đấy để mình thăm bà con ấy. Yeah. Đấy, xong ninh là ngày mai là đi đến nhà quận 12 có bà con ý. Dạ. Thì là mai đi đến thăm chú Vũ Ninh này. Là bắt mình bắt buộc mình phải đi hả? Mà bắt buộc phải đi chứ. Dạ. Là bạn đó đi mượn xe cho dạ. Mình đi. Dạ. Xong đến đây thì mình cũng kệ, mình cũng như những người khác thôi, đến cũng, mộ là được thôi. Dạ, cũng thắp hương bình thường thôi. Bình thường thôi như những người khác. Rồi tự nhiên cái là đứng thì cái những cái giò nó cứ nặng nặng mà nó khó đứng ý. Rồi lúc đó cô biết không? Biết thì mới ngồi xuống. À, lúc đó là biết hả? Nếu không biết thì bị té. À, vậy là có nghĩa là chuẩn bị có người vào cô là cô biết. À, nếu mà mình không có tự chủ được, mình ém được, mình đuổi người ta la hay là mình cứ đứng được, nó không thể ấy được nữa, nó phải ngồi xuống. Dạ. Yeah. Không thì nó bị té, người ta bấu yeah. Bấu vào. Thì vậy là thân mình thì mình có thấy khác nhưng mà mình không có tự chủ được nữa, mình không có đừng được nữa, người này đừng vào hay đừng gì nữa, nó không có.
Vậy thì cái trường thì cứ ăn uống gì thì thôi, tự phát thì kệ đi. Cái trường hợp của cô thì mình có giống như là có người nào dựa hay là có người nào mình có thờ ai không, dựa ai không? Cái nhà là thờ cửu huyền thôi. Cửu huyền thôi. Vâng. Dạ. Nhưng mà tại vì sao mà mình lại hợp với lại người âm như vậy? Thì đấy thì từ bé đến lớn là cái là nó cứ ốm ấy. Dạ. Thì lúc ấy là mình có được 35 cân thôi. Dạ. 35 cân mà chỉ thấy ăn ít ngủ ít, nhưng mà mình uống thuốc nào vào nó cũng không có được. Ví dụ mình đi mua thuốc bổ vào uống thì nó càng điên hơn, hoặc mình đi viện thì nó không có soi ra bệnh hay gì đó. Ừ. Có 35 cân thì bây giờ mới được năm nay mới được 44 cân thôi. Yeah. 44, còn nó gầy mà nó ốm lắm. Nhưng mà nó vẫn làm được bình thường. Yeah. Mà ngủ thì ngủ ít. Yeah. Ví dụ ngày 24 tiếng cả ngày cả đêm thì mình ngủ được 4 tiếng vừa ngày vừa đêm thôi, còn 20 tiếng đồng hồ là mình thức. Yeah. Nhưng mà vẫn làm được việc bình thường. Yeah. Nhưng mà trước 2007 ấy, thì là chỉ có người bán muối không thôi. Yeah. Xong bắt đầu 2007 thì trong 2007 thì tự mình không làm được cái việc gì trần nữa này. Yeah. Mình cứ làm việc ví dụ như cấy hay là chăn nuôi hay là bán muối nữa thì nó cứ mệt. Yeah. Nó mệt, nó không kéo được nữa, mà không coi được nữa, không làm được mấy cái gì nữa đó. Hồi lúc nãy em có hỏi cái chị kia thì bảo là giống như là cô là dễ bị người cõi âm vào nó, thì trường hợp đó giống thì người như ta báo. Người nếu ta báo. Mà có cái gì cần thì người ta báo, không cần thì thôi. À. Còn là có báo cô. Ví dụ đêm nay mình có ngủ đó. Yeah. Thì cái đường âm báo là ngày mai có chuyện buồn hay chuyện vui, hay mình được hưởng một cái gì đấy thì người ta báo. Báo trong giấc mơ. Dạ, hoặc là đi đâu đó. Là báo ra ba ba ngày luôn, dang dẳng bên tay luôn. Thì mình không đi thì nó bị đau đầu thôi. Mình đừng có trốn. Là phải làm cái triệu chứng gì? Phải làm theo dạ. cái đường âm người ta báo thì mình không đau đầu. Dạ. Nếu mà mình không đau ấy thì nó bị đau đầu dữ lên. Dạ. Ví dụ mai báo đi đâu đó, mình chống cự lại, mình ở nhà mình không đi thì hành cho cái xác này mình chết, thì mình cứ đi theo linh tính thì mình được, mình nhẹ. Mình cứ đi vậy thôi. Vâng, ví dụ như là linh tính báo đêm nay ai cho cái này thì ngày mai có người cho như thế. Yeah. Như vậy. Yeah. Nhưng mà mình ngủ dậy mình nói với gia đình nhà mình ý. Mình ngủ dậy mình nói trước là ví dụ tối hôm qua mẹ mê là người cho quả này hay là cho tiền hay là vui, mai là có chuyện vui hay buồn, nhà mình có đánh nhau cãi nhau. Yeah. Thì trong cái giấc mơ là tối hôm qua mơ nhà mình có chuyện buồn thì sáng mai gia đình nhà mình cãi cọ nhau. Mà báo nhà mình có chuyện vui thì gia đình nhà mình vui, không có chuyện gia đình khúc mát. Đó là nó cái trường hợp hồi nãy á, là cái trường hợp hồi nãy mà cô bị người âm vào á, cái vong gọi là cái vong vào á, là tự nhiên. Đó là gọi là tự nhiên đúng không? Có người báo gọi là tới đây tự nhiên thôi, chứ cô không có gọi là lên, không có lên gì cả. Ôi, đúng không ạ? Tự mình làm được thì mình chạy đâu, mình thế mà làm. Dạ. Gì chú. Vậy còn như trường không, ý con nói là cái trường hợp mà có nhà gia đình người ta có người mắc á, thì muốn nghe được cái người mắc đó thông qua cái xác của cô á, thì có được hay không? Cái người này làm việc gọi là bác sĩ tâm linh chữa bệnh cho người mất thôi. Ví dụ như là cái linh hồn này lúc sống mà bị đau đầu mất thì chôn xuống đường âm nó vẫn bị đau đầu, thì cái linh hồn này vào cái xác cô Hồng, cô tên là Hồng. Ừ. Thì cái người này phải đau đầu, đau tim thì phải đau tim, đau ngực, đau xương, đau như xương cho người ta. Ừ. Thì mới hết được cho người ta không bị ở đâu được âm nữa. Còn mà nên nói là mấy con mấy cháu ai giàu ai nghèo thì nó là về coi bói rồi. Yeah. Là ví dụ ai đói thì cho ăn, ai bệnh thì mình đau hộ người ta để mà không giải thoát cho người ta không bị đau nữa. Yeah. Ở trên đời thì có người ung thư thì chết xuống đấy vẫn ung thư, thì mình ung thư hộ người ta đau toàn thân đó. À, vậy là cái người mắc là bị bệnh gì là bệnh gì là xuống là vẫn y chang. Dạ, nhưng mà cõi đời không ai biết. Dạ. Có người thì được siêu thoát, có người chưa được siêu thoát thì nó vẫn trầm non hồi ở dưới đường âm đó. Dạ. Cho nên ông trời mới hành cái xác này, để sai cái xác này để mà làm việc như vậy. Dạ. Đó, để giải thoát cho đường âm bằng ví dụ như là quá khứ hiện tại thì ai chết thì nhờ thầy chùa cũng cầu siêu đó. Thế nhưng mà cái người này tu tại gia thì mình cứ đi chơi này nhưng cũng làm được việc. Ví dụ đây cũng là đi bình thường thôi, không phải là ví dụ đến nhà chú này cũng thế, cô này đến nhà này chơi
thì mình cũng ngồi bàn uống nước bình thường thôi. Nhưng mà Cửu Huyền nhà này, nếu mà ai mà bị đau chưa được siêu thoát thì người ta im vào cô này. Người ta làm cho mình đau đau, nhưng mình ngồi mình ém, mình không có nói cho trần gian biết, không làm sao chú tin được mà ấy. Mình cứ ngồi im đau đầu, đau xương, đau vai, đau nâng, đau dìa gối gì đấy, mình cứ kệ đi. Xong đau một lúc thì người ta thoát khỏi. Ví dụ như vậy. Hoặc mình đi đường cái này, mình đi đường, mình ngồi ở trên xe máy này, thì có cái linh hồn nào mà người ta chết tai nạn ô tô đó, xe đó, thì người ta linh hồn vẫn ở đường, thì người ta thấy mình đi qua thì người ta vào đây, xong mình đau hộ người ta, mình dập xe hộ người ta. Có nghĩa là tự động người ta vào, chứ cô không có gọi, không có kêu, không có thỉnh, không có cầu. Không có thỉnh, không có cầu gì hết. Có nghĩa là tự động. Ví dụ chú là bác sĩ. Dạ. Ở bệnh viện đây, ở trên đời, thì tôi ai nhìn chưa chả biết chú là bác sĩ mà phải mời, phải cầu, phải thỉnh làm gì. Thế giới vô hình thì người ta biết. Thì cái người này là có sứ mệnh trên sai làm như thế chẳng hạn đó. Thì cái đường âm này người ta biết. Thấy cô xong người ta sẽ nhờ cô. Dạ, nó cứ im thôi. Tự động là người ta sẽ vào thôi. Thì bây giờ chú làm bác sĩ thì tôi là chú làm bác sĩ Trần. Thì tôi người trần gian, tôi nhìn thấy chú này làm bác sĩ thì phải bảo. Có mặc quần áo bác sĩ thì cái người này có sứ mệnh về làm việc, về cứu rỗi cho linh hồn. Thì những cái người mất này, người ta biết cái bà này là có sứ mệnh rồi, làm việc với âm rồi, thì tôi cứ thế tôi mượn để tôi tôi hành bà. Thì cũng có tu rồi, có tâm tu ở tại gia rồi, thì cái bệnh âm này, cái người âm này người ta cho đau ốm gọi là tu hành đó. Ví dụ như có trường hợp mà có người nhà, người ta có người thân mất á, người ta muốn mời cô về nhà, cô có đi không? Cô đi thế thì lại gọi là để cầu danh, cầu tiếng, cầu nợ. Không, đi đấy. Đi vô từ thế này đi. Vậy thì đâu biết được. Giống như nhà con ở xa mà con biết cô, con nếu mà tin thì được. Tin, người ta tin đó. Tin thì được thì rồi. Có nghĩa là người ta tin. Chú, ví dụ người này tin thì hôm nay có người mất thì chôn xuống đi. Mai nhờ cái người này đến nhà, người này bị đau cái gì phải chỉ y như đúng như vậy. Lúc đưa chú chăm sóc là có lúc chú sống chăm sóc ở cái giường bệnh lúc còn sống, lúc sắp hấp hối đấy. Người ta đau khớp, đau xương, đau đùi gối thì cái cô này nên chỉ cho đau đùi gối. Thì chú nhận đó ra là hồn của nhà chú đi. Thì nó ra hồn lấy làm bằng chứng, bằng cái ý chứ không phải là nói tên tuổi hay là ai giàu ai nghèo gì. Dạng như là cô cứ để cho dạng sự tự nhiên á. Khi mà lúc chú hầu cái người bệnh nhân này lúc đó là bị đau gì đó thì cái linh hồn, cái xác này cho cái linh hồn đó phải chỉ vào đau y thế. Khi mà cô để lấy lòng tin đến đây mà những cái dòng mà mượn cô nhập vào cũng là một cái duyên đó. Ví dụ chú Vũ Ninh ngày xưa bị đau gì thì cái sát ý vào đây là cô này phải chỉ đau y như chỗ đó. Ấy như là chú bị đau chỗ đâu là thì cái sát này phải chỉ như thế để lấy lòng tin chứ. Nó mới đúng. Tóm lại một câu là có nghĩa là nếu cô là được có mang cái sứ mệnh như vậy, nếu ai biết ai tin thì ví dụ như có người mắc vừa chôn xuống 1-2 ngày gì đó thì mời cô tới đó. mời cô tới, thì siêu thoát 100%. Thì lúc sống bị nào thì cái người này đau y chang thế. Xong cái linh hồn này không đời đời kiếp kiếp không bao giờ bị đau nữa. Có nghĩa là thì cái người này đau hộ rồi, cho dù xa cô vẫn đi đúng không cô? Là cô đã đau hộ cho người ta đó. Thì làm sao mà người ta đau nữa thì người ta trở về với Phật trời thôi, trời Phật thôi. Giống như là cái người đó mang bệnh đưa về cô hết, người đó hết. Ai đau cũng mới chết, chôn xuống đấy vẫn đau. Thì cái linh hồn đó, cái vào đây, xong người này đau hộ, ăn hộ, uống hộ, về, chứ không mê tín. Không có mê tín là để về người ta chỉ cho mày con thứ mấy, mày tên là gì, ai giàu ai nghèo, không có đâu. Đấy là đi đồng cây bói. Đây là người ta bác sĩ tâm linh giải thoát cho đường âm là chỉ có bệnh thôi. Bây giờ chú bị bệnh, chú đi ra bác sĩ Trần thì bác sĩ là chỉ có tập trung vào để chữa bệnh cho chú thì đúng không? Mổ xẻ cho chú còn nói chuyện gì nữa. Thì cái linh hồn đó đâu chỉ vào đây, bà này đau hộ đói ăn hộ xong đi về. Và có bất tiền nong đâu mà phải sợ tốn kém mà sai lầm gì. Trời ơi. Thì tại vì tụi con thì muốn hỏi để cho mọi người biết rõ hơn. Đấy, nhiều khi từ cô biết là cái chuyện tâm linh mà đâu có ai mà giải thích được, thì cũng nhờ là cô biết thời thời đại nay là kỳ ba là kỳ cứu hồn. Chỉ biết kỳ ba là kỳ cứu hồn, cứu hồn là bằng giải thoát cho những cái vong linh hồn nào mà chưa được giải thoát ở cái đường âm, thì trang qua cái bóng này thì cái xác này thì cho người ta
phục sinh lại, cho người ta sống lại. Thì đấy, nếu mà bình thường cô ngồi bình thường thì cô có thể cảm nhận được cái vong linh không? Có thấy được cái vong linh không? Thì người ta vào báo thì biết. Không, ý là cô có nhìn thấy không á? Nếu người ta báo thì cô thấy không? Thấy luôn. Xong thấy. Ví dụ người ta thể ăn gì, người ta mặc gì, người ta ra trai gái gái trẻ, ra nhiều đời nhiều kiếp, bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu nghìn kiếp. Là thấy, cô thấy. Thì hồn nào cũng phải được cứu chứ, hồn nào cũng được cứu nhà. Từ vô thủy kiếp đến nay là người ta được trở về với cõi trần. Nhưng mà trần gian không ai biết thì nó mới khổ đó, nó mới luân hồi đó. Còn mà nhiều người biết thì lại đỡ, trần gian này đỡ khổ. Vậy là cô khổ. Không có thờ thầy, thờ tổ, thờ gì hết, chỉ là giống như là tự nhiên. Thờ nữa là về sắc tướng. Dạ, tự nhiên có đó gọi tự nhiên. Bây giờ ha. Mình sẽ tu thì sẽ có Phật ở trong tâm, Phật Dương. Phật Dương chứ không, ngày xưa thì hô thừa thần nhập tượng vào Phật xi măng, ông tượng xi măng, ông Phật tượng gỗ hoặc là đá đấy. Nhưng mà thời đại mới là thời nay là không cái ông tượng đó. Đây này tượng đây này, đây này Phật, đây này Phật này. Đúng không? Mỗi người là vị một Phật, vị Bồ Tát, ai cũng có Phật Phật tánh ở. Thì bên đây, thì giữa hai bên này làm việc với nhau đây này. Đó. Đây cũng con của Phật, đây cũng con của Phật, chúng ta hợp tác để mà trao đổi với nhau, trao duyên với nhau. Thì bây giờ cái ông này, ông xi măng này, ông có nói được không? Mỗi thời nó mỗi khác, là thời thay đổi. Là ngày xưa và quá khứ, hiện tại nó như vậy. Bây giờ vị nay rồi là Phật đây này, Phật biết ăn, biết nói, Phật biết đi, Phật đây này. Phật quay trở lại, ngày xưa thì Phật lên chùa, lên núi để tu. Để bây giờ Phật là thứ nhất là tu tại gia. Người này tu tại gia, người này tu tại gia. Dạ thì bây giờ như vậy nè cô. Đấy là các chú tự nhiên hỏi thì con biết đâu con nói đến đấy, chứ con không dám. Ủa? Có phải là thầy hay gì? Sao tại vô là con rồi? Thì linh hồn sinh linh vào đây thì mình tôn trọng. Linh hồn vào cũng phải có vào đây chứ. Người ta cũng phải có các vị vào đây. Bây giờ là cô Hồng hay là ai? Sát cô Hồng, nhưng mà cũng phải có linh hồn vào đây thì người ta tôn trọng chú ạ. Linh hồn đang cho chuyện bình thường thì bình thường, nhưng cũng phải có đường âm, người ta cùng trò chuyện với người chứ, có cả âm dương. Thì là có nghĩa là trong người cô vẫn có vẫn cái có, âm trong lúc nào cũng phải có 24/24. Vậy là nãy giờ con đang nói chuyện giữa âm và dương, cô trong người cô là có âm có dương. Ôi phải có chứ. Thôi bây giờ như vậy tóm lại là nãy sao giờ có? Không, bây giờ nãy giờ cô chia sẻ như cũng chú cũng thấy lúc nào cũng phải có, thì người nhà mình đi 24/24. Dạ. Thì xưng cô với cô chị với em đi. Chị với em. Chị với em đi. Thì bây giờ với em. Bây giờ chị nè. Cho em nói là bây giờ nãy giờ cũng khá là dài rồi, nhưng với lại cũng chia sẻ cũng đầy đủ rồi. Bây giờ là nãy giờ mình chia sẻ là đó là cái để cho người ta hiểu là đó là sự thật. Những gì mình nói là sự thật. Bây giờ như vậy chị có ngại khi mà những cái clip này đưa lên trên gọi là cho người ta thấy? À, ví dụ nó có nhiều cái luồng trái chiều, giống như là người ta có thể khen, có thể tin, có thể không tin, người ta có thể nói mình là giả, thì mình có ngại hay không? Không, không ngại đúng không ạ? Thì mình cho phép tụi em đăng lên đúng không ạ? Đây là tùy chú. Dạ. Cô này cũng không cấm, không ngại không, dạ. Cũng không gì, tại dạ. Vì là nó không vì cái đồng tiền cho nên mình không có sợ gì hết. Dạ. Dạ. Sợ nhất là cầm một tí nữa chú cho 5 xu 3 hào cũng không lấy đâu, dạ. Cho nên không có sợ. Dạ. Đừng có sợ, ví dụ mà chú này mời cô này về nhà, cô này cũng lấy xe tiền xăng xe của mình đổ xong đi ra đi vô, mà chú này cho ăn thì ăn tí rau với muối thôi, còn gia đình chú ăn cao sang mỹ miều gì kệ, sợ gì, đây là quyền của chú chứ cô này cô ấy không không bảo gì, đúng không? Dạ, tại vì tất cả cô chú. Còn ví dụ chú cho nên mà không hay không đúng thì cũng mất phần một chút duyên nào của chú. Dạ. Đúng không? Dạ thì trước tiên thì em cũng muốn hỏi để cho chính xác. Thứ hai là để cho khán giả nghe được những lời nói nãy giờ thì để một phần nào đó người ta hiểu. Còn thì cái chuyện tâm linh mà có người hiểu, người không hiểu, có người tin, không tin, đó là chuyện bình thường đúng không ạ? Chú hỏi chị thấy là chị không có buồn. Dạ. Ai này là người ta khen thì thích mà người ta chê thì buồn. Dạ. Người ta nói đúng hay sai thì quyền của người ta. Dạ.
Càng có ai biết thì biết, mà không ai biết thì mình cũng vẫn thích, cũng vẫn vui. Dạ. Dạ. Vẫn chăm nhiều đời nhiều kiếp, bao nhiêu ngày cô cháu chị em mới gặp được nhau, trao đổi những cái lời này, yêu thương này. Mà quý lắm mà. Có phải là mình giới thiệu nên để mình nổi tiếng, mình lấy tiền lấy của đâu. Không. Bữa nay gặp cô Hồng đâu phải là gặp hoài được. Đúng. Mới gặp. Làm sao mà đây là duyên của Phật, duyên của trời, duyên của người mất. Người mất người ta dẫn đến, người ta cho mình gặp các chú mới gặp được, cho trò chuyện mới trò chuyện được. Mà cái người này cũng khắt khe lắm chứ, làm sao mà Dạ, đó là những cái gì mà cái cô mà gọi là giả, giả gọi là vong nhập vào ở cả nhà. Trong cái buổi sáng hôm nay em có đăng hai cái video đó, thì em cũng cố tình mò lăng la lại để hỏi, cũng như để cho cô trả lời lại cho cả nhà nghe. Cả nhà nghe, tin hay không tin là tùy mình, nhưng mà em thì em không tin nữa cả nhà. Em không tin nha. Để cho cả nhà tự phán xét nhau cả nhà. Chứ còn vấn đề mà mấy cái đó thì em chịu. Tại vì em là người chằn mắt thịt mà, em đâu có biết được đâu. Là mong là cả nhà nhận xét, đánh giá, và cũng như là đừng có chọi vét em nha. Thì đây là những cái video mà thật nhất, chính xác nhất em muốn gửi đến cả nhà, để cả nhà nghe được coi người ta nói gì, người ta bày cái gì, người ta dẫn dắt mình ra sao. Đó, thì mong là cả nhà xem và để gọi là rút kinh nghiệm, gọi là rút ra được cái những cái gì mình cần thiết cho bản thân của mình nha cả nhà. Em cảm ơn cả nhà rất là nhiều và hẹn cả nhà ở video tiếp theo của em. Em xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại nha cả nhà. Mà quên nữa, trong cái video này em nghĩ là người ta muốn dẫn dắt mình. Giờ cả nhà xem kỹ nha, nhớ xem kỹ, xem đi xem lại. Nếu nghe một lần không kỹ thì xem hai lần nha cả nhà. Nhớ xem đi xem lại. Người ta muốn gọi là dẫn dắt mình, nói những cái lời ẩn ý, là gọi là giống như là sau khi mà người mắc chầm mắt, mới mắc hoặc là một hai ngày thì mời cổ lại, thì cổ sẽ giống như là cho cái người đó vào, để cho người thân của mình vào để nói chuyện, giống như gọi là cái kiểu cũng giống như lãnh đồng mấy cái nhà, gọi lãnh đồng nhập xác cái kiểu gì đó, chứ không khác gì chân, chẳng qua là một cái kiểu cách người ta lý giải khác nhau thôi, người ta biện minh và che lấp ra thôi, chứ nó cũng giống nhau chứ không khác gì đâu cả nhà. Thì em nghĩ là vậy, rồi tùy cả nhà phán xét và nhận xét ha, đừng có trò dép em mà tội nghiệp. Em cảm ơn cả nhà, chẳng qua là muốn đăng để cho cả nhà xem ha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha cả nhà.